Toàn bộ nội dung và hình ảnh trong video là gameplay của trò chơi, hoàn toàn hư cấu và chỉ mang tính chất giải trí. This is Mr. Light speaking. Please excuse the interruption. Đây là ai là má nào nữa? Đó 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 đó. Đi điền đó. Đây là ai đó? Đi điền à? Hù ai? Thích thì dứt. Thích thì bú. Ủa lộn, thích thì quất. À con đi lai là con này nè. Đó, mặt kìa. Cười hàm. Cô giáo hả? Cô giáo Thảo mày. Dê 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 dê. Con què vậy? Ôi! Thôi. Chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình là Chris Demcomer. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ chơi từng đứng hình đúng không? Tôi đứng đó. Chơi Bobby Playtime 3. Cho tôi Bobby các bạn cái nhé. Lâu cái nó mới qua phần 3. Mình quên mày hả? Phần 2 sao rồi? À phần 2 là có con dài dài không? Mình ấy nó không rồi là mình bỏ chạy đúng không ta? Xong rồi mình lên chiếc tàu mình bỏ chạy đúng không? Vừa vô chúng ta sẽ thấy một con gì đó chui vô ống cống. Phần này có tên là Deep Sleep. Đúc là múc, chắc là bú. Ủa, làm gì vậy ta? À, thấy được rồi. Wow, ok. Đó, trời đơn giản, ba game. Game nít mà. Quá ư là tầm thường. Lâu quá phải nhắc nhớ lại chơi sao nè. Ai đái hép. Trời, ngày xưa là có thằng ông vô đây té đái chết. Bây giờ là hả, oan hồn ông hiện về. Không, không. Suối nguồn tươi trẻ. Dán hả? Đập chết mẹ em. Ù, tôi thấy cái con đợt này là kiểu nó căng hơn nha. Bình tĩnh. Ba này là hả, phải tập trung coi tôi. Thấy không? Đơn giản không? Ui! Cái đuôi mèo. Đợt này là con mèo. Nè, cua ngược nè. Ồ, thấy không? Đơn giản mà. Nhảy ngược chơi. Má đây có thật sự là cho che em không? Coi đường đi kìa các bạn. Nó tưởng địa ngục không á? Chỗ cho nít hư. Địa ngục. Tụi mày sẽ phải xuống địa ngục. Kiểu chơi cái gì Kinder Banden Canten gì đó, Ben Ben á. Mẹ game cứt á, cho nên là giờ chơi lại cái này thấy xịn. Bang bang chơi đó nhiều hả, ung thư vú luôn. Coi bị tức cái lồng ngực á nên bị ung thư vú. Tới. Cánh tay màu tím. Tay này xịn nhỉ. À đủ. Tay nhảy. Xương thôi. Đồ ăn hại. Đồ. Đó. Phải vậy. Ok, giờ mình hiểu kiểu nhảy của này rồi. Nếu mà bấm bình thường vậy nè, đó, sẽ không cao lắm. Ủa, là chưa hiểu. Đâu? Chìa khóa đâu má? Ở đây.
mèo này, kinh đấy nhờ. Đây là Playhouse. Sweet Home. Đây chắc không Sweet Home nè. Nguyên cái nhà luôn. Mới nghe tiếng gì vậy? Có ai cho cái map hay gì không? Home Sweet Home Key. Playhouse. Playhouse không đúng. Home Sweet Home. Giống cái nhà không cho vô nữa các bạn. Nãy sao ban đầu ta mở không cho? Hẹn hứa hẹn tới tháng không? Trời ơi, gì vậy? Ê! Mậu ly nó dụ tôi vô đây chơi đồ hay gì? Thử cái khí đó xong ngáo luôn. Ê, càng ngày đi đúng nhưng mà nó có vẻ là nó càng ngày càng tối hơn đúng không? Kêu chạy đi. Shit. Hình như đi theo con mèo là ngu rồi. Ok, thoát rồi. Đúng đường rồi. Thoát rồi. Mà kinh vãi liền. Greetings employees and welcome to your first day here in Playtime. We're certain that in the days a world that's theirs. Welcome home. Ôi! What the f... Trời ơi, dấu tay. Làm suy nghĩ lòi băng học. Dạy thì chứ che. Subject is stable. Designated 1322. His recent check-up. Thì nãy giờ mình nói ủa sao đèn vậy tối thui thì mình đeo just before lights out. Oh my god, con mèo nó đang ở đây rồi. Tôi ghét cái kiểu phải đi vào lòng địch vậy. Lấy xung địch, bắn địch để hủy địch. Ủa? Hello? It's me. Hey. Đấy, hello. Con màu hồng đợt trước nó giúp mình đó. Ù giờ sao qua bên kia ta? Hay lòng vòng đấy nhờ. What the hell? Sao để qua kia ta? Ủa? Đâu ra cái đường này vậy? Nghe tiếng bước chân.
con mèo này khó chịu nha. Quỷ nhìn ác chiến vậy. Ôi nó di chuyển. Yes. Ôi má ơi. And we found you at all. Looks like the train crash hurt us both. You've been through so much. Bubby me. Grab it and plug it in underneath the statue. Má mới ra khỏi nhà kêu vô nhà lại. This is Miss Delight speaking. Please excuse the interruption. Delight là má đâu nữa? Remain in your seat until the bell has rung. Delight. Má nào nữa vậy trời? Đó. Đi điền đó. Delight đó. Đi điền à. Not a good listener, are you? You're a lot like the other humans in that way. I wonder if your screams will sound like theirs too. I look forward to finding out. Hoài, thích thì dứt, thích thì bú, bỏ lộn thích thì quất. À, con đi lai là con này nè. Nè, đó, mặt kìa, à, cười hẻm. Cô giáo hả? Cô giáo Thảo hả? Ôi! Thôi! À! Con này là cái tay di chuyển. Mình nhìn nó là nó hết. À! Ôi má nhanh vậy. Nổi hết da gà. Ôi! Giờ sao ta? Oh shit. Má đi sao ta? À. À. Ghê quải. Cô giáo đề lai luôn. Kinh vãi. Cô đúng là quái cái chưởng. Tôi nhìn bà nha, đừng điếm nha. Tôi đang nhìn bà đó.
Ủa nhìn bà mà bằng vàng quá. Má nổi hết vậy kìa. Nhiều lóc được bảo ta. Ôi. Từ từ. Dùng qua đây cái. Ui mẹ ơi. Nhanh vãi cái cức. Ôi. 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 Ô. Mẹ. Hết cả hồn. Ôi, sợ vậy. Gặp cô giáo đi lại muốn đái với cô luôn. Playhouse, nhà chơi. Vô này nhà đẹp chơi chứ chết. Thoát. Ôi. Ôi. Bây giờ sao? Lại nhử à? Nhử nó tiếp. Nổi hết vậy à? Sao? Ủa? À! Có cái găng tay, cây súng. Quên. Hai ghê quá. Chơi cái game Harry Potter phần 1 của các bạn. Má ơi, mình sợ nhất là mấy con nhỏ nhỏ mà dí theo. Khó chịu. Gì vậy? Kỳ á. Hay là ở đây? Ủa đâu có được.
Ui. Từng tiến lại từ đầu. Dễ ghê vậy. Giờ chỉ cần lấy cái này vô, gắn vô nữa là xong. Mình thấy cái phần này nó cũng ok, nhưng mà những cái câu đố của nó khá là câu giờ, đúng không? Chỉ cần qua cái cửa thôi, có gì. Thang máy. Ngon bướu gà. Ngon bướu gà đi. Ui. Ui, thì ra con cát náp là nó bự vậy hả các bạn? Cái này là phải tập trung lắm nè các bạn. Đó. Giật vô liền. Phát hiện nó lại liền. Đó, chạy liền. Thấy không? Chuyên nghiệp như tôi. Đừng. Gần được rồi. Khuôn sạc thôi. What's up, bitch? What's up? Cát náp hả mày? Đó, con rột tụi tai đó. Con này xuất hiện mấy phần rồi mà. Mấy con này chỉ là cốc ké thôi. Chắc là tới Bobby Laytime 50 là mình được gặp con này. Trời má ơi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Nếu mà các bạn thích video này thì đừng quên để lại cho mình một like và một subscribe. Và ngoài ra hãy cho mình bóp biên cái nhé. Bíp bíp. Và giờ mình xin chúc tất cả các bạn có một ngày tốt lành.